Trong khi vụ một Việt kiều tử vong sau khi căng ra mặt tại thành phố Hồ Chí Minh còn chưa đi đến kết luận điều tra thì ngành thẩm mỹ thành phố này lại hoang mang vì một ca tử vong khác xảy ra vào đêm qua ngày 17 tháng 10. Lần này bệnh nhân thực hiện đặt túi nâng ngực và bất ngờ diễn biến xấu khi đã chuyển về phòng bệnh nằm nghỉ ngơi tại bệnh viện thẩm mỹ MCAS. Thông tin ban đầu từ bệnh viện thẩm mỹ MCAS thì nạn nhân là một bệnh nhân nữ sinh năm 1986, được thực hiện phẫu thuật đặt túi nâng ngực. 5 tiếng sau khi thực hiện ca phẫu thuật này thì bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu sùi bọt mép và lơ mơ. Sau đó chuyển bệnh nhân đến bệnh viện 115, tuy nhiên thì nạn nhân đã không qua khỏi. Và trong sáng nay thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành niêm phong toàn bộ thuốc cũng như là hồ sơ bệnh án để tiến hành điều tra sự việc. Ghi nhận vào chiều ngày 18 tháng 10, bệnh viện thẩm mỹ MCAS vẫn hoạt động bình thường. Ban lãnh đạo bệnh viện không có mặt, được cho là đang phối hợp cùng Sở Y tế và cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân. Bệnh nhân phẫu thuật vào 14:30 ngày 17 tháng 10, hoàn tất lúc 15:20 cùng ngày. Sau 3 tiếng nằm hồi sức, bệnh nhân ổn định và chuyển về phòng bệnh riêng. Tuy nhiên, sau đó 2 tiếng, bệnh nhân sùi bọt mép, lơ mơ, được xử trí cấp cứu tại chỗ rồi chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115. Đến hiện tại vẫn chưa có kết luận về nguyên nhân. Bác sĩ thực hiện nâng ngực được xác nhận có chứng chỉ hành nghề và ký hợp đồng hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Thẩm mỹ MCAS từ năm 2016. Xin được nhắc lại là vào năm 2017 thì cũng đã có một phụ nữ thực hiện phẫu thuật cọt cằm tại Bệnh viện MCAS và 5 tháng sau thì tử vong. Mặc dù lúc đấy thì Bệnh viện MCAS không nhận trách nhiệm về mình, tuy nhiên đã tiến hành lo toàn bộ mọi chi phí cũng như là hỗ trợ cho gia đình nạn nhân. Theo các chuyên gia, phẫu thuật thẩm mỹ cũng như bất kỳ ca phẫu thuật y khoa nào đều tiềm ẩn một tỷ lệ biến chứng, tai biến. Một số lượng lớn thường xảy ra ở các cơ sở không phép. Thì giống như tất cả những cái phương pháp phẫu thuật, thủ thuật khác, tất cả đều có những cái biến chứng. Tuy nhiên nếu mà mình thực hiện ở những cái người đúng, những người đã được huấn luyện, đã được đào tạo, những người được cấp phép, thì cái tỷ lệ tai tướng biến chứng nó sẽ giảm đi. Còn nếu mà mình làm tràn lan, mình không có cân nhắc thì nó sẽ tăng lên nhiều hơn. Hiện tại, các vụ tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ vẫn đang trong quá trình điều tra. Sốc phản vệ thuốc tê hoặc thuốc gây mê là một trong những nguyên nhân được đề cập đến. Tuy nhiên, vẫn chưa có kết luận cuối cùng.